Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin làm một cái video để giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu MD và giải mã của Sony. Mang mã model là Sony MDS-JB920. Con này máy về trong tình trạng là máy màu đen. Máy đẹp xuất sắc, đẹp tới 99%. Mặt mũi góc cạnh là không có một vết xước nào cả. Quắc con này rất sáng. Đây nắp lưng của nó các bác này. Đây, em sẽ quay chi tiết góc cạnh cho các bác xem. Máy rất đẹp luôn. Đây là lóc máy này. Hàng vừa về hôm qua hôm kia. Nhưng hôm nay em mới có thời gian để làm video để. Còn đây là ruột gan của nó này các bác này. Rất đẹp. Còn bác nào có nhu cầu muốn mua thì các bác cứ liên hệ theo số Zalo của em là 0966 23489. Em sẽ gửi ảnh chi tiết ruột gan góc cạnh cho các bác xem. Đây là đằng sau. Thì con này nó có hai đường quang vào, quang 1 và quang số 2. Thì em đang cắm quang số 1 và một đường coaxial đồng trục vào. Bên này thì có một đường AV vào nữa dành cho các bác kết nối với điện thoại, iPad hoặc là máy tính này. Còn đây là đường RAM đi. Thì con này điện 100V 16W 50/60Hz. Máy được lắp ráp tại Malaysia. Số series của nó là 2209225. Đây, để xem cái năm sinh của nó năm bao nhiêu đây. Dây nguồn cũng zin đi theo đầu luôn. Năm sinh là 1998. Được rồi. Thì về phần giải mã từ tivi, các bạn ấn nút rec cho em thôi. Volume các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ đút cái đĩa vào để em test. Các bác lưu ý đút theo chiều mũi tên cho em nhé. Con này thì nó xài mắt 260, mắt phổ thông dễ thay thế. Thế nên là các bác về ghi và xóa là ok đi, không phải nghĩ ngợi được đâu.
Sẽ ấn nút ghi đĩa này, ấn nút rách cho em này. Khi các bác ghi đĩa xong, các bác ấn nút eject để cho đĩa ra, để nó sập cần thu xuống để nó lưu cái chương trình vào đĩa. Được rồi, em sẽ đút lại này. Đấy, nó đã nhận cái bài thứ 12. Em sẽ select lên cái bài thứ 12. Thì tất cả các chức năng của một chiếc đầu MD và giải mã em đã test ok nhé. Bác là có nhu cầu liên hệ đến em theo số điện thoại là 0966723489, xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc. Và cái giá em bán ra con này là 6.400.000. Giá công khai luôn, 6.400.000. Và với cái giá 6.400.000 thì nó là máy không có khiển các bác nhé. Bởi vì em nhập máy về là không có khiển.
Còn máy bán ra sẽ bảo hành cho các bác 3 tháng, tặng các bác một dây quang dài 1,5 m và một chiếc đĩa MD để các bác về có thể ghi hoặc xóa đĩa tùy các bác. Đấy, thì bác nào có nhu cầu cứ liên hệ đến em theo số điện thoại là 0966723489. Xin cảm ơn các bác.